xưa bên gươm nha mà, như full box hàng còn trinh ha, hàng sưu tập chỉ để trưng bày như của em vậy đó, hàng sưu tập chỉ để trưng bày ha, hàng chủ đề luôn đây, còn trinh ha. Hàng bên gươm nó đặc biệt của ba, đặc điểm của bên gươm là nó đánh mọc ở cần và đánh mọc ở đít luôn đó, nó đánh mọc ở cần và đánh mọc ở đít luôn. Và con này nó rất là chất mà, nó rất là chất luôn. Đây là cây bên gum phay nhám chống trầy, mà anh đừng có nói cái này là cũ nha nô, cái này là cái phay của nó là phay nhám nhám bụi á anh, nhám bụi chống trầy, nó dày chang như là cây Ronson vậy á, cây Ronson dòng này nè, nó dày chang như cây Ronson dòng này đó, nó rất là dày, cầm nó rất là chắc tay đó, cầm nó rất là chắc tay. Mà anh đừng có sợ to, không có to đâu nha, tại vì đây so với cái thuốc cho mình dễ hình dung nè đó, so với cái thuốc cho mình dễ hình dung ha, nó không có to đâu mà anh bỏ vô cái thuốc được luôn, cho nên là mấy anh cầm đi chơi rất là tiện nha, mà anh bỏ vô cái thuốc được luôn, rất là tiện luôn. Và cây này nó dày hơn những cây khác bình thường, cây là cây bên gum mà hàng này rất là nổi tiếng, anh nằm ở trên sưu tập hàng xưa coi coi theo em dõi hay em hoài thì biết cái hãng bên gum, hãng Omega và hãng Rinsir rất là nổi tiếng nha. Cây này còn trinh ha, chưa lên lửa, cho anh coi coi bánh đá nè, coi bánh đá, coi buồng đốt, coi tim ha. À, nó chưa có lên lửa cho nên là em không có lên lửa được, tại vì nó người ta giá trị được cái chưa lên lửa này, cho nên làm sao mình lên lửa được ha. Chị cái hàng chị để trưng bày cho nên là 70 tuổi rồi mà vẫn còn trinh ha, hàng chị để trưng bày giống như gặp những người họ sưu tập giống em á, em mua về em chỉ trưng thôi à, em không có hút thuốc cho nên là em mua về em chỉ trưng thôi, cho nên hàng của em cho dù em để thêm 100 năm nữa thì nó cũng vậy à, tại em có hút thuốc đâu mà lên lửa đó, full box, cho nên là mấy anh mua về sưu tập mà anh trưng, hoặc là mấy anh mua về mà anh mua về trưng, hoặc là mà anh mua về tặng sếp hay là tặng đối tác, tặng tặng gì đó cũng cũng nên mua, tại vì hiếm lắm anh, hàng mới hàng China mà nó còn trinh nó thì là bình thường, còn những cây hàng quạt cổ mà còn trinh rất là hiếm có mà, rồi còn trinh rồi là đã hiếm rồi mà nó còn bóc thì càng hiếm hơn nữa ha. Đó, mấy anh mà tôi sưu tập hàng xưa đừng có bỏ qua, tại vì khó lắm, rất là khó. Những người thường mà anh mua về mà anh sẽ mồi thuốc mà anh hút thuốc, nhưng mà để tìm được cái bật lửa xưa mà còn trinh rất là hiếm, hiếm người mà mua về sưu tập chỉ để trưng như em lắm. Con Zippo này là con Zippo đít lồi mọc ngược, hàng hiếm nha mà. À, đây là con đít lồi nha, anh nào mà sưu tập chích xưa mà biết giúp thị trường châu Âu mà đít lồi thì rất là hiếm nha. Đó, con này con đít lồi mọc ngược 12 la mã. À, bát sở sơn nha. Đó, nó đẹp đến nỗi đồng, mà nó đẹp đến nỗi mà nó soi em vô thấy không, người ta chỉ có chrome màu trắng mới soi được thôi, cái này nó đồng mà nó cũng soi em vô được, mấy thấy không đó, đồng mà nó cũng soi em vô được luôn. Tiếng cây này rất là hay, tiếng cây này rất là hay nha anh. Ừ, coi bánh xe cho anh, coi bánh xe nè, coi búa coi lưỡi gà đó, coi bánh xe coi búa coi lưỡi gà ha, vỏ ruột trùng năm đây, 12 la mã vỏ ruột trùng năm nha. Đó, 12 la mã vỏ ruột trùng năm, cái này là cái đít lồi nha anh, rất là hiếm, nó không có phải là hàng nó không có phải là hàng 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 mà hàng hàng mấy cái đời này mà hàng xuất Âu này nó đít lồi này rất là hiếm nha. Đó, rất là đẹp đồng, cây này rất là đẹp luôn á, đẹp đẹp nổi mà nó soi em vô luôn, trong cái mặt em mà soi vô màu vàng mà soi được em luôn, mà em biết như thế nào rồi ha. Cái này cái đít lồi nha, đó, rất là đẹp, tóm lại là rất là đẹp, không biết nói gì, không biết quảng cáo gì, tại vì nó đẹp quá nó đẹp quá cho nên cũng không biết quảng cáo cái gì luôn á, nó rất là đẹp. Cây Zippo này là cây Zippo Slim 1959 chín Zip xưa nha, mà đít lồi chữ xéo mọc ngược đít lồi nha, 1959 1959 à, một bên 4 chấm một bên 3 chấm nha, 1959 nha, chữ xéo luôn, chữ xéo mọc ngược luôn nha anh, thằng hiếm. Và cái này là cái đít lồi luôn nha, cái này là cái đít lồi luôn ha, rất là hiếm. Chuyên nha, chơi chơi giúp xưa mà nghe nói đít lồi là mấy anh biết rồi, rất là hiếm có. Ủa, cái này có tiếng không ông ơi, tiếng tuy không to tại vì slim nó không có tiếng, nhưng mà cây này có tiếng thanh nhẹ nè. Bánh xe sỏi chỉ nha, bớt bột vỏ ruột trùng năm nha, rút ruột cho anh coi đây, bắp bên của nó 2517191 nè. Đó,
Đã chưa, đã chưa, còn rất là đẹp, còn rất là rõ luôn. Đó. Là cái díp xưa ha, cái cọng bất này không bán cũng tiền á, đừng nói gì là tới cái cây díp bô của em nữa. Díp bô xưa ha, à, nó có trài cờ rôm thì bình thường thôi ha, trài chút xíu không đáng kể đâu. Cho mình coi ha, quay làm chậm cho mình coi. Chữ xé một ngược đít lồi, hàng hiếm luôn, có tiếng luôn, xỏ chỉ luôn, bắt bột luôn, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, chích miếng xăng bật cho nó phê luôn. Lỡ rồi cho loét luôn, sợ gì. Có tiếng thanh nhẹ nha. 10 lên 10 nha. Díp xưa như vậy còn vậy là khá đẹp rồi mà, díp xưa mà, không phải díp mới bây giờ đâu. Trời ơi. Cái này là cái díp bô new full box nha man, hàng chủ đề. Hàng chủ đề Las Vegas nè. Đó, hàng chủ đề nha, new full box. Còn nguyên tem nha. Đây còn nguyên tem. Cái trơn bóng rất là đẹp luôn. Đó. Tại vì nó new full box cho nên là nó đẹp là bình thường thôi mấy anh. Thì nó new full box, đúng là new full box em cũng không có cần cần clip làm gì hết trơn á. Tại vì đây. Cho mình coi ha, còn nguyên tem, em lột tem mà cho mình coi ruột nha. Thường hàng hàng new là không có lột tem nhưng mà em lột tem ra cho mình coi coi ruột. Đây, bánh xe. Cho coi bánh xe, coi búa ha, nó đen đen vậy là do mình chẹt lửa nè, mình chẹt lửa nó cái tia đá ra nó mạnh nó làm đen tim đó. Rất là bóp ha. Đây, 13. 13 nè, đó. Cho mình coi, coi bánh xe, coi lưỡi gà, coi búa nha. Đây, để quay chậm cho coi. Mấy anh mua hàng em thì yên tâm. Tại vì hàng của em là em về là hàng hàng yên tâm lắm. Hàng chính hãng em mới bán. Hàng tào lao em không có bán đâu. Em cũng là người chơi Jeep. Em cũng là người chơi đồ cổ. Cho nên là em hiểu cái tâm tâm lý của người người mua mấy anh. Mấy anh bỏ tiền ra thả mắc một tí nhưng chơi đồ chính hãng. Chứ đừng có chơi đồ đẻo mà cầm đi bằng cái người biết, người ta biết, người ta thấy ô con này thằng này nó chơi đồ đẻo này kia nhục lắm ha. Đó. Cái này là cho nên là em hiểu cái tâm lý đó, cho nên là đồ em không bao giờ bán đồ đẻo, em bán đồ là phải là đồ chính hãng nha anh, new full box. Còn nguyên tem nha. Đến với em là đến với sự chính hãng nha. Đó, new full box cho nên là mấy anh mua xài mua tặng, tại vì con này là hàng chủ đề cho nên mua xài mua tặng mua sưu tập gì cũng ok hết ha. Đó.